Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 8 2019. Đến với bản tin hòa thịnh đốn gồm có tin tức, phóng sự cộng đồng. Trong phần 2 là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, với Phương kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng tối nay. Trung Quốc dò trả đũa nếu Mỹ áp quan thuế. Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ ngừng ngay hành động quan thuế sai lầm. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm theo bản tin ngày 22 tháng 8 của Reuters, theo tuyên bố của Trung Quốc, bất kỳ mức thuế mới nào của Mỹ cũng sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng giữa hai nước, mặc dù việc áp thuế đang trì hoãn. Người phát ngôn của bộ này nói Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ khăng khăng hành động. Bầu cử Mỹ 2020, thống đốc Washington rút lui khỏi cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Hôm thứ Tư 21 tháng 8, thống đốc Washington Jay Inslee tuyên bố rút lui khỏi cuộc vận động tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ứng viên 68 tuổi, phát biểu trên đài MSNBC. Ông không phải là người mang tiêu chuẩn của đảng Dân Chủ, vì thế ông rút lui khỏi cuộc đua. Đông đảo ứng viên đảng Dân Chủ đang tranh vị trí ứng viên đề cử của đảng để có cơ hội đối đầu với Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11-2020. Ông Jay Inslee là thành viên thứ hai của đảng Dân Chủ trong tháng này bỏ cuộc đua. Thứ năm tuần trước 15 tháng 8, cựu thống đốc tiểu bang Colorado John Hickenlooper tuyên bố dừng cuộc đua. Người Hồng Kông kêu gọi ủng hộ chiến dịch I4 Hồng Kông. Người Hồng Kông đã tiến hành một chiến dịch với từ khóa liên quan tới con mắt. Một người phụ nữ đã bị trúng đạn trong cuộc biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát tiêm Sa Chủy, Sim Sa vào ngày 11 tháng 8. Cô đã trúng một viên đạn đậu túi. Viên đạn được tìm thấy trong kính bảo hộ của cô nhãn cầu mắt bên phải của cô đã bị hủy hoại. Sự việc đã khiến người biểu tình kêu gọi nhau che mắt phải và kêu gọi trên các phương tiện truyền thông xã hội ủng hộ cô gái. Vào ngày 22 tháng 8, đông đảo cư dân mạng đã cùng nhau che mắt phải. Thông báo, thư mời tham dự cuộc biểu tình trước sức quán của Tàu Cộng và sức quán của Việt Cộng. Trong buổi sáng ngày thứ Sáu 23 tháng 8 năm 2019, để phản đối hành động côn đồ xâm lược của Tàu Cộng cuộc biểu tình do cơ sở Việt Tân vùng Hoa Thịnh Đốn, được sự phối hợp yển trợ của Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức. Kính mời quỹ đồng hương ủng hộ và tham dự. Sự có mặt của quý vị sẽ giúp cho cuộc biểu tình đạt được thành công như mong muốn. Tiếp theo là lời kêu gọi của ban tổ chức. Toàn dân nghe chăng, Sơn Hà, Nguy Biến. Nhà nước Tàu Cộng đang mưu toan cưỡng chiếm vùng biển nhiều dầu khí của nước Việt ta gần bãi tư chính của ta trên biển Đông, như chúng đã làm với bãi Scarborough của Phi Luật Tân. Trong khi đó, nhà nước Việt Cộng lại phản ứng một cách vừa ra vẻ cứng vừa rung. Nhưng dân ta không hèn như Việt Cộng. Chúng ta sẽ đồng loạt mạnh dạng lên tiếng phản đối hành động côn đồ xâm lược của Tàu Cộng. Chúng ta sẽ bắt Việt Cộng phải mạnh dạng thực tâm chống bác quyền xâm lược Tàu Cộng bằng cách ít nhất phải thứ nhất, kiện hành động phi pháp của Tàu cộng ra trước tòa án quốc tế. Đó mới thực sự đúng là đấu tranh trong hòa bình mà Việt cộng hay lập luận để nguy biện cho sự hen nhược trước Tàu cộng. Thứ hai, để người dân Việt tự do thể hiện tinh thần truyền thống chống ngoại xâm, phải thả hết những người yêu nước đã bị bắt giam vì thể hiện khát vọng chống Tàu cộng từ trước đến nay. Trong tinh thần trên, kính mời đồng hương tham gia cuộc biểu tình vào tháng thứ Sáu 23 tháng 8 năm 2019 từ lúc 10 giờ sáng trước tòa quán tàu cộng 3505 International Place, Northwest Washington DC 20008 và sau đó trước văn phòng sứ quán Việt Cộng vào khoảng 11 giờ 1233 đường 20 Northwest Washington DC 20036 những người đồng hương không có phương tiện di chuyển có thể đến trung tâm Eden có xe bus chở đi, khởi hành vào lúc 9 giờ 30 sáng. Ban tổ chức Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn, cơ sở Việt Tân vùng Hoa Thịnh Đốn. Liên lạc email washdc at viettân Washington. Bác sĩ Đặng Vũ Trấn, điện thoại 703 538 2772. Ông Đoàn Hữu Định, điện thoại 703 475 6186.